Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 29 tháng 11 năm 2019. Thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất nhiều mặt hàng kg và nhiều mặt hàng lan thuần cho hoa Tết. Em xin được quay tổng quát qua. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên cơ sở lan rừng nhà em vừa cung cấp ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Trước tiên, một cái loại mặt hàng cây mà em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là một cái dòng hoa nở Tết là cây đào cô chú anh chị nhé, cái dòng đào ạ. Thì bất kỳ một người nào khi mà Tết đến xuân về cũng đều muốn sưu tầm cho mình một cành đào, một cây đào. Để có được cái không khí Tết thêm ấm cúng ạ. Và đây là những cây đào thất thốn, một trong những dòng đào rất là nổi tiếng. Dòng này thì có mặt bông kép và có mặt hoa thì vô cùng là đẹp. Dòng lan đào thất dòng dòng cây đào thất thốn này đấy ạ. Và những cây đào thất thốn này thì đã được tạo thế cô chú anh chị nhé. Đã được tạo thế ạ. Và hàng hôm nay thì so với những cây hôm qua bọn em bên nhà em bán thì nó có phần là nó có nhỏ hơn, thấp hơn. Nên hàng hôm nay thì em sẽ bán với giá là 130.000 cho một cây đào thất thốn này cô chú anh chị nhé. Hàng hiện tại thì đang chi chít nụ này. Đó, 130.000. Những cây này thì so với những cây mà hôm qua em bán thì nó có phần là thấp hơn, nhỏ hơn một xíu ạ. Đây chính là mặt hoa của dòng lan đào thất thốn đây cô chú anh chị nhé. Mặt hoa rất là đẹp. Nói chung là nếu như cô chú anh chị là những người yêu thích đào thì chắc là không cần em phải đưa cái mặt hoa thì cô chú anh chị cũng biết rồi. Là một cái dòng đào rất là nổi tiếng nhé cô chú anh chị. Có 130.000 cho một cây đào thất thốn đẹp như vậy. Rồi sang bên này sẽ là những cái mặt hàng kg em muốn giao lưu cùng cô chú anh chị trong ngày hôm nay. Mặt hàng đầu tiên đó chính là dòng lan hạc vĩ thiên cung màu hồng phấn cô chú anh chị nhé. Hàng hiện tại thì đã xuống lá, thắt hết ngọn và rụng lá hoàn toàn nên cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ rất là lợi cân. Và hạc vĩ thì là một trong những cái dòng lan phải nói là dễ thuần nhất cô chú anh chị này. Thân rất là khỏe. Và những cái cây này thì đây cô chú anh chị nhìn này, thân đang rất là chắc rồi. Hoa thì vô cùng là sai, riêng dòng hạc vĩ này này, từ những cái mắt đốt ở những cái đoạn gốc đầu tiên thì nó cũng đều có thể cho hoa nhé cô chú anh chị. Thân rất là căng, hứa hẹn một cái mùa hoa vô cùng là rực rỡ này. Hạc vĩ này 100% thân tơ nên là cô chú anh chị chỉ cần sưu tầm 1 kg thôi thì mình đã có một cái giò hạc vĩ rất là đẹp để chiêm ngưỡng rồi. Và em bán với giá có 160.000 thôi cô chú anh chị nhé. 160.000. Cô chú anh chị không phải mất công phải bị cân lá này, chỉ toàn là những thân hoa để cô chú anh chị chơi thôi. Rồi mặt hàng tiếp theo đó là đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt đấy ạ. Đùi gà dẹt thì ở những cái vùng ấm áp thì những dòng này thì nó sẽ ra hoa vào Tết luôn này cô chú anh chị. Và dòng đùi gà dẹt này thì hiện tại là nó đang ngày một lên giá bởi vì là chuẩn bị đến mùa hoa của nó rồi. Hoa thì rất là bền và màu sắc rất rực rỡ nhá. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg đùi gà dẹt ạ. 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Hàng thì dề vừa vừa phải phải, rất là dễ tầm ghép, vừa đẹp tầm ghép ạ. Còn bên này là hoàng thảo chuỗi ngọc này. Hoàng thảo chuỗi ngọc em bán với giá 170.000 cho 1 kg. Hàng thời điểm hiện tại cũng đang xuống lá và chuẩn bị cho một mùa hoa nhé cô chú anh chị. Đó, hàng này thì đẹp từ thân lá trở đi rồi, hoa thì cũng vô cùng là rực rỡ và màu hoa, sắc hoa cũng rất là bền. Rồi mặt hàng tiếp theo đó là kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Hàng thì đây cô chú anh chị có thể quan sát toàn bộ lô hàng. Nó rất là xanh, đã được cắt tỉa rất là kỹ rồi. Và những cái thân ở đây mà ở đây cô chú anh chị có thể nhìn thấy là đều là những cái thân thì cái tỷ lệ thân già thì không phải không có, nhưng mà thường là cái dòng kiều này ấy, thì những cái thân già không có lá thì nó vẫn có khả năng cho hoa cô chú anh chị nhá. Đó, hàng thì như vậy là rất là đẹp rồi ạ. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng em bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Hàng ngắn ngắn vừa tầm vào cái vùng mà em nhập hàng đây thì màu sắc khá là đậm tím nhé cô chú anh chị. Còn bên này đây là dòng lan kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân
Em bán với giá là 140.000 cho 1 kg, thời điểm hiện tại cũng đang chuẩn bị xuống lá. Cũng đang xuống lá rồi, hàng này cũng sẽ cho hoa vào dịp Tết nhé cô chú anh chị. Và đây là cái quế tím ạ. Quế tím thì hàng này xấu rồi ạ. Hàng không có đẹp rồi cô chú anh chị nhá. Nên em bán thanh lý luôn. 100.000 cho 1 kg hàng quế tím này. Thanh lý quế tím với giá 100.000 cho 1 kg. Còn bên này đây là cái hoàng thảo vôi bắc, cái mặt hoa tím lịm luôn đấy ạ. Cái hoàng thảo vôi thì thời điểm bây giờ xuống lá ở nhìn thực sự nó không có đẹp mã một chút xíu nào hết, nhưng mà khi mà nó ra hoa thì vô cùng tuyệt vời cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 250.000 cho 1 kg hoàng thảo vôi. Và đây là mặt hoa của hoàng thảo vôi đây cô chú anh chị nhá. Đây là hoa nở thực tế tại sân vườn nhà em. Đấy, cô chú anh chị có thể thấy là thân thì không, thời điểm bây giờ không có lá, nhìn thân thì rất là xấu, mà ra hoa thì quá là tuyệt vời cô chú anh chị nhá. Và đây là cái mùa ghép đẹp nhất cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị đừng có lấy những cái cây mà hàng khi mà hàng đang xanh mơn mởn lá về trồng chỉ có chết thôi cô chú anh chị này. Nhìn cây này xấu mã nhưng mà nó lại là chuẩn mùa ghép nhá. Rồi tiếp theo bên này là trầm tím rừng Myanmar. Trầm tím rừng Myanmar đây. Trầm tím rừng Myanmar em bán với giá là 750.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và hàng trầm cũng vậy, thì nó là hàng rừng nên là nó cũng nhìn sẽ không có được đẹp mã đâu, không đẹp mã như là cái hàng mà người ta bắc vườn nhé cô chú anh chị. Mà hàng này khi mà trồng thì phát triển sẽ rất là sung luôn. 750.000 cho 1 kg. Và bao giờ cũng hàng rừng, bao giờ cũng sẽ có một thân tơ này kèm theo vài thân già. Và với những cái thân già này cô chú anh chị có thể tách nó ra để mà nó lên cái mầm gốc nhé cô chú anh chị. Đó. Và đây là mặt hoa trầm tím nở thực tế tại vườn nhà em này, trầm tím rừng Myanmar này. Ngoài những cái mặt hoa này thì cô chú anh chị, đây là một cái mặt hoa rất là bình thường đấy ạ. Các cái mặt hoa đều cánh bầu rất là đẹp như vậy nhá đấy ạ. Rất là đẹp luôn, sắc rất là đẹp nhá, bông hoa to đẹp ạ. Lượng hàng của nhà em thì cũng có khá là nhiều đấy, thoải mái cô chú anh chị có thể đặt hàng lựa chọn nhá. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. 750.000 cho 1 kg. Và hàng rừng thì nó cũng không tránh khỏi sự gãy dập một xíu đâu cô chú anh chị ạ. Chỉ có hàng bắc vườn thì mới không có thôi, nhưng mà riêng hàng bắc vườn về trồng thì không bao giờ được bằng cái hàng rừng cô chú anh chị này. Còn bên này đây thì em có một cái phần long tu xuân nhé cô chú anh chị. Phần này rất là nhiều luôn, chắc phải 1 cân hoặc là quá là nhiều luôn. Chỗ này cô chú anh chị về thoải mái nhân giống. Chỗ này em bán với giá 150.000. Và đây là long tu đá hoa tím này, một phần rất là nù luôn, nù quá là tuyệt vời đẹp này cô chú anh chị này. Long tu đá hoa tím một phần rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Thân nào thân đấy to nù, to đùng như thế này, đẹp như thế này. Em bán phần này cũng với giá là 150.000 cho phần long tu đá hoa tím này nhá. Rất là đẹp ạ. Còn đây là hoàng thảo đơn cam. Hoàng thảo đơn cam này thì em có 2 phần duy nhất nhé. Mỗi một phần này, hàng này thì cây ngắn này, cây ngắn cây giống này. Thoải mái chỗ này, mỗi một phần như thế này thoải mái cô chú anh chị ghép mỏi tay luôn. Đấy, thân tròn tròn khỏe cây nhé cô chú anh chị. Đã ngắn ngắn nhưng mà vẫn cô chú anh chị thoải mái là vẫn cho hoa nhé. Đừng cứ yên tâm là nó sẽ vẫn được ngắm hoa bình thường ạ. Và mỗi một phần đơn cam như vậy rất là nhiều. Em bán 120.000 cho một phần. Đấy, một phần 120.000. Còn duy nhất một phần Trần Tuấn này này. Đấy, duy nhất một phần Trần Tuấn này rất là nhiều luôn. Phần Trần Tuấn này em bán với giá là 200.000 cô chú anh chị nhá. 200.000 cho phần Trần Tuấn này. Cái chỗ này cô chú anh chị có thể ghép 1-2 giò đấy ạ. Còn bên này đây là dòng lan hoàng phi hạc nhé cô chú anh chị. Hàng thời điểm hiện tại thì cũng đang mùa xuống lá nên là nhìn không có đẹp mã, nhưng mà cô chú anh chị nhìn này. Những cái thân như thế này. Đấy, chắc chắn là một dạo nữa là sẽ cho hoa nhé cô chú anh chị. Riêng dòng hoàng thảo thì mùa này nó đang rụng lá mà. Nhìn thì cực kỳ là xấu mã, như cây này cũng rụng hết lá rồi này. Đấy, mua thì rất là lợi cân, nhìn thì xấu nhưng rất lợi cân. Và cây thì lại rất an toàn cô chú anh chị này. Em bán 110.000 cho 1 kg hoàng phi hạc ạ. Sang bên này đây là rất nhiều mặt hàng lan em muốn lan thuần ạ, rất nhiều mặt hàng lan thuần. Thứ nhất là dòng lan kiếm thái hoa vàng. Hôm nay em cập bến rất là nhiều cô chú anh chị này. Và kiếm thái hoa vàng của buổi tối ngày hôm nay
Thì so với ngày hôm qua thì cái lô hàng em về nhiều, em nhập với số lượng lớn nên là cái giá thành của nó cũng có giảm một chút, nên là hôm nay thì em sẽ bán có giảm giá một chút xíu của chúng chị nhá. Nhưng mà so với cây hôm qua thì em thấy là nó cũng có phần là ngắn hơn một tẹo ạ. Thì những cái cây kiếm thái hoa vàng này em sẽ bán với giá là 130.000 cho một chậu kiếm thái hoa vàng như vậy thôi nhá. Và mỗi một chậu như vậy thì nó sẽ rơi vào từ 2 tép trở lên, rất là đẹp cây như thế này. Dây cây rất là khỏe luôn cô chú chị ạ. Đó. Cây rất là khỏe. Từ 2-3 thân, 2-3 tép trở lên. Và dòng kiếm thái hoa vàng này thì được lai tạo từ những cái cây mặt đông kiếm đột biến ở rừng cô chú anh chị nhá. Nên là có thể đáp ứng cho cô chú anh chị, những người yêu thích cái dòng kiếm này có thể sở hữu một cái mặt đông rất là xinh cho riêng mình ạ. Còn bên này đây. Còn bên này đây là dòng lan cửu bảo tiên này cô chú anh chị. Dòng lan có hoa to và bông rất là thơm, bền và lâu tàn. Dòng lan cửu bảo tiên này thì em sẽ có hai mức giá của chú anh chị lựa chọn nhé. Nhớ cây mà dài dưới 20 cm em bán với giá có 130.000 thôi. Cô chú anh chị có thể sở hữu hai cây như cửu bảo tiên như vậy thì mình đã có một giò cửu bảo tiên rất là đẹp rồi cô chú anh chị này. Đến mùa hoa mình đã có một giò cửu bảo tiên rất là rực rỡ để ngắm rồi nhá. Còn những cây nào mà dài từ 20 cm trở lên, từ 20 cm trở lên thì em xin phép được bán với giá là 150.000. Và bên này đây thì hôm nay em cũng vừa cập bến một cái dòng hàng, nếu như cô chú anh chị không có thì cũng rất là đáng tiếc này. Đó là dòng lan Cattleya cô chú anh chị nhé. Dòng lan Cattleya, hàng thì có khá là nhiều mặt bông, hiện tại đang nở khá là nhiều mặt bông. Hoa thì rất là to cô chú anh chị này, và hương thơm hiện tại thì rất là ngào ngạt luôn cô chú anh chị ạ. Đó. Nói chung là cái mặt bông nào thì cũng đều rất là đẹp ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em. Đấy, hiện tại thì em đang thấy là nó có 3 4 cái mặt bông ở đây rồi. Đấy, 3 4 cái mặt bông rồi, và bông nào bông đấy thì kích cỡ của nó rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Và mỗi một giò như thế này. Một giò như vậy thì em xin phép được bán với giá là 150.000. 150.000 cho một cái giò lan 150.000 cho một giò lan Cattleya, thì hàng hiện tại là đang hoa và đang nụ chú anh chị nhá. Hoa quá là tuyệt vời, hương thơm thì vô cùng quyến rũ luôn. Trời ơi, rất là thơm luôn cô chú anh chị này. Rồi ạ, còn bên này đây là dòng lan chồn trắng nhá cô chú anh chị. Chồn trắng, nếu như là hàng chồn trắng ở rừng thì phải nói nó vô cùng là giá trị. Người ta đếm lá và bán mỗi một lá có thể lên đến triệu, hơn 1 triệu cô chú anh chị này. Nhưng mà hàng này là hàng chồn đã được lai tạo giống từ những bông chồn đột biến ở rừng nhá cô chú anh chị. Và mỗi một cây chồn như vậy hàng lá xếp rất là đẹp luôn. Đây là cái mặt hoa chồn trắng nở thực tế này cô chú anh chị nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, bông hoa dài và rất là đẹp như vậy nhá cô chú anh chị. Đấy. Và mỗi một chậu chồn trắng, mỗi một chậu chồn trắng này nhìn rất là xinh luôn. Và hoa thì cực kỳ là thơm cô chú anh chị ạ. Dòng chồn trắng này em bán một chậu như vậy với giá là 200.000 cô chú anh chị nhá. 200.000 cho một chậu chồn trắng. Và nếu như cô chú anh chị có điều kiện thì có thể mua cho mình hai giò, hai cây chồn trắng như vậy ghép vào một chậu thì đến mùa hoa thì đẹp vô cùng luôn cô chú anh chị này. Còn sang bên này đây là những cái giò dáng hương đuôi, những cái giò sơn thủy tiên cô chú anh chị nhá. Những cái giò sơn thủy tiên ạ. Hàng chậu nhựa giả gỗ này cô chú anh chị nhìn này. Toàn bộ chậu cho em, chậu nhựa giả gỗ. Và chậu này thì cái kích cỡ của nó là khoảng tầm 30 cm nhá cô chú anh chị. Một chậu nhựa giả gỗ sơn thủy tiên này em bán với giá 320.000 cho một chậu. Còn hàng chậu này là chậu nhựa, không phải là hàng chậu nhựa giả gỗ này. Kích cỡ chậu rơi vào khoảng tầm 20 cm. Thì hàng chậu này em xin phép bán với giá là 250.000 cho một giò. Hàng hiện tại thì cũng đang chuẩn bị sưng nhĩ mắt nụ rồi cô chú anh chị nhé. Và mỗi một giả hàng như vậy thì đến mùa hoa nó có thể cho vài chùm bông hoa đấy ạ. 200.000 cho 250.000 cho một giò với cái giò chậu nhựa này. Còn bên này là những cái giò dáng hương đuôi cáo này cô chú anh chị. Dáng hương đuôi cáo cũng là một cái dòng lan, nếu như cô chú anh chị chưa phải là những người chơi lan quen thì cũng là một cái dòng gọi là khá là khó thuần cô chú anh chị nhé. Hàng kg thì nó rơi vào trên 100.000 một kg thôi. Nhưng mà thực tế thì nhiều cô chú anh chị nếu như mới tập chơi thì nó thuộc dạng khá là khó tính ạ. Nên là nếu như cô chú anh chị muốn chơi lan, chơi dáng hương đuôi cáo để trong mùa xuân này có thể lựa chọn cho mình những cái giò dáng hương đuôi cáo hàng thuần này. Thuần rất là lâu rồi cô chú anh chị này. Và hàng bảng gỗ nhá. Mỗi một giò như vậy thì nó sẽ rơi vào từ 5 thân trở lên. Rơi vào ít nhất là từ 4 thân trở lên cô chú anh chị này. Những cái thân nào nhỏ thì nó sẽ rơi vào
5 thân, những là thân nào to hơn thì nó sẽ rơi vào 4 thân của chú anh chị nhá. Và một chậu như vậy thì em xin phép được bán với giá là 250.000 cho một giò. 250.000 cho một giò rất thuần, rất là lâu rồi. Có những cây thậm chí hiện tại nó đang bắt đầu lên mầm con, lên cây con rồi này cô chú anh chị. Đó, 250.000 cho một giò dáng hương đuôi cáo, hàng chậu gỗ, hàng bảng gỗ này. Và bên này đây thì em có rất là nhiều cây hồ điệp. Những cái cây hồ điệp, và mỗi một cây này thì cô chú anh chị có thể thấy là nó rơi vào đa số tất cả là gần như đều có hai ngồng hoa. Và dòng này thì cô chú anh chị sẽ chơi hoa Tết cô chú anh chị nhá, sẽ chơi hoa Tết đấy ạ. Dòng hồ điệp này thì độ bền của nó sẽ trên 2 tháng. Và hàng hôm nay thì em sẽ có khá là nhiều mặt hoa để cô chú anh chị có thể lựa chọn. Mỗi một chậu thì đều có hai vòi hoa rất là xinh luôn cô chú anh chị nhá. Dạ, cô chú anh chị xem tình trạng cây cho em. Đây này, đây là tình trạng cây này. Đấy, mỗi một cây thì đều hai vòi hoa trở lên. Và những cái chậu này thì em sẽ bán với giá là 85.000 cho một chậu nhá. 85.000 cho một chậu hồ điệp hai vòi hoa này. Đấy, cô chú anh chị chỉ cần sở hữu 1-2 giò thôi thì đã có một giò lan rất là đẹp để ngắm rồi, độ bền trên 2 tháng nhá. Và ở đây thì em sẽ có khá là nhiều mặt bông để cô chú anh chị có thể lựa chọn đây ạ. Đây này, là mặt thứ nhất này. Thứ hai đây ạ. Đây, rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đây ạ. Đẹp rực rỡ luôn. Mặt bông thứ ba đây này. Mặt bông thứ tư này. Mặt bông thứ năm là trắng nhá. Cái họng điểm một xíu hồng nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Đó, những cái màu rất là ngọt ngào như vậy. Em bán một cốc với giá 85.000 cô chú anh chị này. Và những cái cốc này em dám khẳng định rằng khi mà đến Tết thì nó không rơi dưới 150.000 cho một giò đâu cô chú anh chị ạ. Đó, nhanh tay sưu tầm cho mình để có một cái giò lan đẹp để chơi Tết này. Còn bên này thì em có một phần bạch ngọc đuôi công này. Một cái phần bạch ngọc đuôi công này, hàng hiện tại thì em thấy là một cũng có cây đang sưng nụ đây ạ. Đang sưng nụ đây nhá, đang có nụ. Hàng này thì hoa rất là bền, nở đúng vào dịp Tết luôn đấy ạ. Và cái phần bạch ngọc đuôi công này có thể cô chú anh chị ghép một giò xinh xinh. Em sẽ bán phần này với giá là 160.000, 160.000. Hiện tại có một cái quả này to đùng, cô chú anh chị có thể về thì có thể gieo hạt xem nó có mọc hay không ạ. Và bên này đây thì hôm nay em cập bến thêm những cái loại mặt hàng rất là đẹp. Thứ nhất là những cái giò giả hạc Pháp này. Những cái phần đai châu em bán thanh lý nhá cô chú anh chị. Một số hình đai châu em bán thanh lý, em xin được giới thiệu từ hình đầu tiên trở đi này. Những giò giả hạc Pháp này, phi điệp này, cáo này. Em xin được giới thiệu từ hình đầu tiên trở đi, hình số 1 này. Đầu từ hình số 1 này cô chú anh chị này. Hình số 1 là hàng đai châu rừng em bán thanh lý với giá 180.000, một phần này 180.000. Hàng này thì về cô chú anh chị chăm để nó lên những cái lá mới thôi cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Có 3 cây như vậy với giá 180.000. Hình số 2. Hình số 2 này em có 12 cây ạ. 12 cây với giá là 220.000, hình số 2. Có tất cả là 12 cây. Đây, cô chú anh chị nhìn này. Đấy, những cây này về cô chú anh chị ghép lên thì sau này nó sẽ ra những cái lá mới rất là đẹp nhá. 12 cây ạ. Với giá 220.000 thôi. Tiếp theo là hình số 3 với giá là 200.000. 2 cây này, 3 cây này, 4 cây, 5 cây, 6 cây ạ. 6 cây với giá 200.000 khá là lớn nhá cô chú anh chị. Hình tiếp theo, hình số 4 với giá 180 này. 1 cây, 2 cây này và 3 cây ạ. 3 cây với giá 180. Tiếp theo hình số 5 với giá cũng 180 ạ. Cây số 1 này, cây số 2 này đang nụ nhá cô chú anh chị, và cây số 3 đây ạ. Hình tiếp theo hình số 6 với giá 260. Cây số 1 này, cây số 2, cây số 3, cây số 4 và cây số 5. Đấy, có 5 cây như vậy em bán 260. Sang bên này sẽ là những cái phần giả hạc hồng hay còn gọi là phi điệp hồng. Một trong những cái mặt hoa mà rất là đẹp và đã được giải thưởng trong các cuộc thi hoa. Và được nhân giống bằng cách là ươm ki nên là sẽ chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị sưu tầm nhé. Đây chuẩn là mặt hoa phi điệp nhé cô chú anh chị. Mặt hoa phi điệp hồng ạ, đã được trao giải trong cuộc thi hoa. Đó. Đó. Thì ở đây em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá sưu tầm và khá là rẻ nhé. Ai yêu thích mặt hoa này đều có thể sưu tầm cho mình.
Hình số 7. Hình số 7 với 4 tay hoa đây ạ. Hình này với 4 tay hoa, em bán hình này với giá là 580.000. Có 4 tay, có 3 tay khá là đều, thêm một tay ngắn hơn nhá. Thân rất là mập này. Thân rất là mập luôn cô chú anh chị này. Em thấy là đang chuẩn bị, ui, đang nứt nụ rồi cô chú anh chị này. Chắc là có khi ra hoa Tết luôn đấy ạ. Mà nó ra hoa Tết thì quá là tuyệt vời luôn, đang nứt nụ rồi luôn cô chú anh chị nhá. Đó. Hình tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 này có 4 tay hoa đây ạ. Hình này 4 tay hoa đều như vậy, em bán 700.000. Trong hàng này sẽ nở hoa vào dịp Tết đấy cô chú anh chị ạ. Đã, toàn bộ đều nứt nụ hết rồi. Trời ơi, nứt nụ hết rồi cô chú anh chị này. Chuẩn Tết luôn cô chú anh chị này. 800.000. Đẹp, nếu mà nở hoa vào đúng Tết thì quá là giá trị luôn cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo là hình số 9 với giá là 560 đây cô chú anh chị nhá. Có 4 tay hoa khá dài, khoảng tầm 45 cm đổ lại. Có thêm 3 cái mầm ngắn hơn, 3 kiến ngắn hơn. Tiếp theo là hình số 10 với giá 660.000. Số lượng hàng về không có nhiều đâu cô chú anh chị, nhanh tay sưu tầm cho mình nhá. Một giò lan chơi Tết đi ạ, đi ạ. Phi điệp chơi Tết luôn. Hình này em bán 660.000. Hình tiếp theo là hình số 11 với giá 700.000, có tất cả 5 thân nhá. Hình số 12 với giá 580, 4 thân luôn cô chú anh chị này. 4 thân như vậy. Này cũng đang chuẩn bị nứt nụ hết rồi. Tiếp theo là hình số 13 là một hình dáng hương đuôi cáo ạ. Nè, một hình dáng hương đuôi cáo này. Ở hình này em bán với giá là 150.000, có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? 1 cây này. 2 này. 3 này. 4 7 cây nhá cô chú chị. 7 cây với giá 150.000, và năm ngoái là cho những cái vòi hoa rất là dài như vậy rồi. Hình tiếp theo hình 14 với giá 160. 160 cho hình này này, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, trong đó có một cây thì rất là đẹp luôn. 8 cây này với giá 160.000 là hình 14. Hình 15. Hình 15 cũng với giá là 160, thì hình này có cả cẩm báo nhá. Cô chú anh chị sẽ sưu tầm được hai loại lan chỗ này. Có 4 cây cẩm báo này, cô chú anh chị có thể ghép một giò. Có nụ luôn rồi cô chú anh chị này, cẩm báo ạ. Có cây có nụ luôn rồi đấy ạ. 4 cây cẩm báo với cả chỗ dáng hương đuôi cáo này. Neo nguyên một dề dáng hương đuôi cáo 4 cây này. Thêm vài cây nhỏ này nữa. 160 cho hình này. Hình tiếp theo là hình số 16, đây là chầm rồng đỏ nhé cô chú anh chị. Chầm rồng đỏ này thì hàng này cũng chuẩn hoa Tết, và bông hoa thì quá là to đẹp luôn. Em thấy thì hàng hiện tại là xuống hết lá rồi, và xuống hết lá như vậy thì nó mới bắt đầu cho hoa này cô chú anh chị này, nứt nụ luôn rồi. Cô chú anh chị muốn sưu tầm và chơi hoa trọn vẹn thì hãy lấy cái hàng này nhá. Đó, đang nứt nụ như vậy thì khi mà đóng gói vận chuyển nó không, sẽ không ảnh hưởng gì. Nhìn thì thực sự là trơ trọi như thế này, không có đẹp mã, nhưng mà khi mà ra hoa thì quá là sai luôn, với những thân mà dùng hết lá như thế này. Đó, hoa thì rất là to luôn. Chầm rồng đỏ, một cái dòng lan quá nổi tiếng ạ. Hình số 16 nhá, đang xuống lá dần hết rồi. Có những cây chưa xuống lá. Đấy, em thấy là có giò đã nứt nụ rồi, nên chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị chơi nhá. Hình số 16 có 3 thân. 3 thân như vậy em bán với giá là 600.000. Và hàng chầm rồng đỏ này cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Bình thường thì người ta bán ki thôi ạ. Bán ki thôi thì mỗi một ki dài khoảng tầm 15-20 cm. Ta cũng đã bán đến 150.000 rồi cô chú anh chị nhá. Giá thành của nó rất là cao ạ. Và hàng này hàng ươm ki, nên cô chú anh chị nhìn này, chuẩn mặt hoa luôn. Hiện tại thì một mầm tơ đang lên hai mầm gốc luôn cô chú anh chị này. Đấy, có mầm tơ đang lên hai mầm gốc luôn. Cái giò này em xin nhắc lại giá là 600.000 cho hình 16. Có 3 thân, 2 thân dài khoảng tầm trên 60, một thân ngắn hơn khoảng 35-40 nhá. Giá 600.000. Hình tiếp theo. Hình này cũng 3 thân, là hình 18 cũng 3 thân. Em bán với giá cũng 660.000, 660.000 cho hình này. Hình số 19. Hình số 19 này có 2 thân ạ. 2 thân và đang nứt nụ rồi cô chú anh chị này. Có hai thân này đã rụng hết lá từ lúc nào và đã nứt nụ rồi nhá. Hai thân này kích thước từ 50, 70, 87, 50 đến 80, tức là một thân khoảng tầm 50, một thân khoảng tầm 80 ạ. Em bán giò này với giá là
500.000, có hai thân thôi cô chú anh chị nhá. Đấy. Hoa trầm rồng đỏ thì vừa to vừa đẹp nhé cô chú anh chị, màu sắc đậm đà và rất là đẹp luôn. À, tiếp theo là hình số bao nhiêu đây nhỉ? Hình số 19. Hình số 19 này cũng có 4 thân ạ. 4 thân cũng rụng hết lá rồi cô chú anh chị nhìn này, 4 thân rụng hết lá. Cũng cây em thấy là có cây cũng đang nứt vỏ lụa để chuẩn bị ra nụ rồi này cô chú anh chị này. Đó, chuẩn bị nứt vỏ lụa để ra nụ nhá. Hình này em bán với giá 8 thân này. 4 thân này em bán với giá là 4 thân luôn ạ. Em bán với giá là 750.000 cho hình 4 thân này. 750.000 và hình 19 nhá. 4 thân ạ. Hình 20 cũng 4 thân. Hình 20 4 thân này cô chú anh chị này. 4 thân cũng rụng lá rồi cô chú anh chị ạ. Rụng lá, chuẩn bị chờ hoa thôi ạ, cũng đang chuẩn bị nứt vỏ lụa để ra nụ nhá. Dạ. Hình này em bán 780.000 cho 4 thân này. Hình tiếp theo là hình số 21, 4 thân với giá 800.000. Một cái thân thì quá là nù luôn cô chú anh chị này. Cũng đang chuẩn bị để ra nụ hết rồi ạ. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm đi. Không thì khi mà sau này nụ của nó lớn dài rồi thì vận chuyển rất là khó mà lại ảnh hưởng nụ rất là nhiều nhá cô chú anh chị. Hình này em bán là 800.000, 4 thân hoa nhá. Giò 4 thân hoa. Hàng lá xanh thì cô chú anh chị thích nhưng mà thực ra cái hàng này thì mới là an toàn này. Hình tiếp theo là hình số 22, 3 thân, em bán với giá 600.000. Đang xuống lá dần dần đấy ạ. Đang chuẩn bị rụng hết lá rồi, 600.000. Hình tiếp theo là hình số 23. Hình số 23 này, 3 thân, em bán với giá 600.000 cho chú anh chị nhé. 600.000. Hàng này cô chú anh chị về chơi hoa xong rồi bắt đầu mình cắt. Đây ạ, cô chú anh chị có thể thấy nhà vườn người ta rất là tiết kiệm luôn, cắt toàn bộ sát như thế này để người ta ươm kỳ nhân giống nhá. Cũng đang lên mầm này. Về cô chú anh chị có thể kích thêm mầm. Tiếp theo là những cái giò giả hạc Pháp rất là đẹp luôn ạ. Và giả hạc Pháp hôm nay thì giá nó phải nói là cực kỳ là mềm mại, thân thì mập ú ụ luôn cô chú anh chị này. Đó. Cái giò này toàn bộ thân ngắn dài có bao nhiêu nhỉ? 2, 4, 6, 8 thân ngắn dài nhé cô chú anh chị. 8 thân ngắn dài, thân to, nù, mập ú như vậy em bán với giá là 400.000. 400.000 cô chú anh chị nhé. Những cái giò này ở những cái thời điểm trước đây, như ở năm ngoái chắc nó phải rơi vào 700-800.000 cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình số 25. Giò hạc Pháp này cũng chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị chơi nhé. Hình 25 quá là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Hình 25 rất là đẹp như vậy em bán cũng với giá 400.000 ạ. Hình 26. Hình 26 340 này. Hình 26 340 cô chú anh chị nhá. Cũng hàng này cũng đang đi vào chuẩn bị nứt mắt nụ hết rồi đấy ạ. Đây này, cây này có nụ rồi này cô chú anh chị, cũng nứt nụ ra rồi này. Đấy, cây này thấy nứt nụ rồi nhá. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm đi ạ. Hình này mà dòng giả hạc Pháp này thì ra hoa rất là đậm. Giả hạc Pháp hay còn là phi điệp Pháp ấy ạ. Hình này em xin nhắc lại giá 340. Hình tiếp theo là hình 27 với giá 360 này. Cô chú anh chị này đẹp lắm luôn này, 360 không chê vào đâu được luôn. Các thân nào thân đấy, không ít thân nhưng mà rất là đẹp. Hình tiếp theo hình số 28. Hình 28 đây với giá là 350.000 này cô chú anh chị, 350.000 nhá. Hình số 29 với giá 360 ạ. 360 đây cô chú anh chị này, đẹp lắm này. 360 cũng có nụ rồi đấy cô chú anh chị. Đây ạ. Nụ rồi đấy ạ. Nhanh tay đi cô chú anh chị, sưu tầm cho mình giò hoa Tết đẹp đi ạ. 360 cho giò này. Hình tiếp theo là hình số 30 với giá 350. Hình số 31 với giá 360. Hình số 32 với giá 360. Hình số 33 với giá 350, 350. 350 nhé cô chú anh chị. Hình 34. 34 rất là đẹp này cô chú anh chị. Cũng 350.000 ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở La Rừng nhà em đang có. Và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình.
Em xin phép dừng clip ở đây ạ.